Con biết rõ hôm trước nói ông ấy, hắn chỉ được sai khiến ông thôi. Nó nói ông chẳng là một tên quỷ tiểu ngốc thôi, không làm gì được gì cả nhờ hắn ta. Nói ông nói ông chỉ là một tên tiểu tốt. Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì con đang có mặt ở cái bụi tre, thì cả nhà hôm trước cả nhà thấy đó, thì con không hiểu tại sao mà cái cô gái lưỡi dài lại không có xuất hiện. Và hôm nay con đến đây, cái điều con mong muốn là từ cái bữa con giúp không được cho cô cho đến nay là khá là lâu rồi, và con đến thì không thấy cô. Cả nhà biết rồi, con đến cũng 3 lần này mà không thấy cô gái. Nhưng mà bà lão nói là cô gái đó ở nhà con, nhưng khi mà con ra con cầu ở bên gốc cây chăm, bên cái chòi đó, thì tuyệt nhiên con không thấy cô đâu cả. Con không hiểu tại sao, con biết cô có dặn dỗi hoặc là cái gì đó không, mà dường như cô mất hẳn. Ở đây thì hôm nay con đi đây, đến đây thì mong là mình có thể thấy cô. Con đang lo cho cái việc mà bị cái sao mà cô mất tiêu luôn, không thấy nữa. Con sợ là có thể là cô đã bị vong linh nào đó, hay là con quỷ quà, hoặc là quỷ đỏ, hay là cái tên thiên ma này đã làm điều gì đó mà làm cho cô không còn tồn tại nữa. Hoặc là khi mà con giúp cho cô không được, cô giận, hoặc là cô như thế nào đó và cô đã rời đi, không còn ở đây nữa. Con cũng đang suy nghĩ rất là nhiều điều. Con cũng cố gắng hết sức của con để làm mọi cách để có thể giúp cho cô có thể là giải thoát, hoặc là đến cái nơi nào đó để sau này đến giờ, đến lúc thì cô tự đi. Nhưng mà tại sao mà mấy ngày nay con lại không thấy? Con gắng cố gắng ra cầu rất là nhiều lần ở dưới gốc cây châm, cũng như là ở cái chòi cặp bên đó, nhưng mà tự nhiên con không thấy. Thì hôm trước con có trở lại cái ngôi nhà ông lão trong vườn cốc nốt cả nhà. Thì hôm đó cô đến con cầu, con không biết là lý do gì mà dường như là cô gái hai ông, nghĩa là ông lão và cái tên kêu là quỷ xác đó, cũng tuyệt nhiên không thấy luôn cả nhà. Con cũng hiểu tại sao luôn. Con cũng mong là hôm nay á, con trở lại đây và có thể cầu được và làm mọi chuyện nó sáng tỏ hơn cả nhà. Con cảm ơn cả nhà. Bây giờ cả nhà cũng đi cùng con hay cả nhà nha. Cả nhà ơi, cả nhà đi với con cả nhà. Con cầu Đắc Đai Chư Phật ở đây. Con cầu một cô gái. Thì hiện tại á, mấy ngày nay con đến đây á, tôi không thấy cô. Thì hôm nay tôi đến, tôi rất mong á là cô có thể xuất hiện và trò chuyện với tôi.
để cho tôi biết là cô hiện tại có còn ở đây hay không, hay là cô đi đâu rồi. Nếu mà cô còn ở đây á thì cô hãy xuất hiện và cho tôi biết đi cô ơi. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà, để con đốt mà mấy cái hương. Nam mô Di Đà Phật. Ủa, nãy đi, em thấy có hai cái quẹt không đâu ta. Nam mô Di Đà Phật. Con cầu đắc đai nhân trạch, chư vị mười phương đắc đai, cũng như là những vị phước mặt phước mại ở đây, cũng như con cầu cô gái. Thì nếu hiện tại á, cô có nghe những gì tôi thỉnh cầu thì cô hãy cho tôi biết hiện tại cô còn ở đây hay không đi, đặng tôi biết. Bà lão nói với tôi á, thì bà cô á nó về với cái châm tôi chú ngủ dưới, nhưng mà tôi về dưới tôi cầu rất là nhiều lần thì không có thấy cô. Nếu mà có điều gì mà khiến cô sợ hãi không dám xuất hiện, hoặc là có điều gì mà khiến cho cô á mà không thể xuất hiện ở đây, thì tôi mong cô á hãy tìm cách nào đó chỉ dẫn cho tôi để tôi biết, để có thể giúp cho cô. Chứ hiện tại thì tôi không biết điều gì mà làm cho vong linh lại không dám xuất hiện ở đây. Nam mô Di Đà Phật. Con cầu chín phương trời mười phương Phật, con cầu chư vị đắc đai mười phương, con cầu ông bà phước mặt phước mài, cũng như là những quan hồn chết chặn, những linh hồn mà chết chưa siêu thoát trên mảnh đất hiện tiền. Hôm nay con đến đây thì con mượn mảnh đất này để cầu và có thể gắn cố gắng để giúp cho những vong linh mà chưa siêu thoát trên mảnh đất này được sớm đi ở nơi khác để đầu thai, và có thể là tìm nơi để tu tập để sau này có thể giải thoát. Con rất mong mà chư vị đất đai ở đây, nếu mà con có làm điều gì sai trái gây ảnh hưởng đến đất đai cũng như là vong linh trên mảnh đất này, thì rất mong một chư vị bỏ qua cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và nếu thật sự mà có cái điều gì đó mua Phật. Bà ơi, hôm trước bà có nói với con á là cô gái đang trú ngụ ở cái chỗ cái châm nhà con, nhưng tại sao con nhiều lần con cầu rồi để mong là thấy với cô để hỏi cô qua một số điều, nhưng mà tự nhiên lại con không thấy vậy bà? Là sao bà? Ủa, Nam mô Di Đà Phật. Cô ơi, cô, ủa,
Cô ơi, sao mấy ngày qua tôi tìm cô hoài mà cô không thấy cô đâu vậy cô? Tôi không biết hôm trời đánh ở giữa bụi tre này có làm ảnh hưởng đến vong linh hay không, nhưng mấy ngày qua tôi đến cũng như tôi cầu á nhỉ. Cô nói sao? Là như thế nào? Cô chỉ qua đó là ý cô nói cái điều gì cô? Mô Di Phật. Bà ơi, con cảm nhận được hình như là bà, ý bà muốn nói cái gì, muốn nói gì với con đúng không bà? Sao vậy bà? Ý bà nói cô ta như thế nào? Ồ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ơi, cô có thể cho tôi biết là bà đang nói cái điều gì không cô? Ủa, Nam Mô A Di Đà Phật. Chờ chuyện với bà trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, bà muốn nói gì điều gì? Cô gái? Không phải cô gái hả? Vậy con hỏi lại, bà có phải là bà lão mà thường con gặp ở đây không? Và bà có phải là cái bà lão từ trên núi xuống đúng không? Hôm nay có điều rất là Nam Mô A Di Đà Phật. Ý bà là như thế nào? Cô gái đó như thế nào vậy bà? Không phải cô gái hả? Là sao ta? Vậy vốn dĩ á, là vong linh đó là ai? Là vong linh của con quỷ đỏ hay là quỷ hòa của mình vậy bà? Mà cho con biết được không? Vong linh quỷ hòa hả? Vong linh quỷ đỏ? Nam Mô A Di Đà Phật. Cô ơi, bà ta nói cô là vong linh của quỷ đỏ có đúng hay không? Phải không bà? Ủa, tôi muốn biết thật sự á, là vốn dĩ vong linh là có phải á, là con quỷ hòa hay quỷ đỏ giả dạng ra đây mà muốn gạt đúng không? Không phải. Ồ, vậy là bà ta là chính là giả rồi. Nam Mô A Di Phật. Nếu xíu nữa tôi đã tin lời bà ta mà
có thể làm hại cho cô. Vậy á, bà ta là vong linh nào giả dạng cái gì? Con quỷ đỏ đúng không? Cô có thể cho tôi biết là gần cô có vong linh nào nữa đúng không? Nhìn mấy cây nhang lắc lư liên tục. Bà ta đang ở đây à? Sao tôi không thấy? Khoan, Nam Mô A Di Đà Phật. Xíu. Là sao cô? Hôm trước đâu cô có thể nói cho tôi biết là cô có phải cô gái hay không không? Nam Mô A Di Phật. Trước tiên tôi xin đốt bộ đồ thế này, chỉ mong là bà ơi, hôm trước á, mấy những lần trước tôi dặn cô á là khi chúng ta gặp nhau á sẽ như thế nào, cô nhớ không? Vậy là bà lão kia là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, nếu mà thật sự á bà còn ở đây á thì bà xuất hiện cho con biết đi. Ủa, mình có dặn bà lão không ta? Ủa, ủa, vậy là như thế nào vậy cô? Ủa, vậy đây là đâu nữa? Tôi hiểu rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Sao kỳ ta? Mà bà lão mình đâu có hai cô gái. Vậy là bà lão nãy không phải hả? Sao kỳ vậy ta? Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là bà lão kia là chính là tên quỷ đỏ biến thành. Hắn ta muốn tiếp cận tôi để làm hại tôi đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cô ơi, bà lão ở cạnh cô, giống vậy tôi biết bà sao cô, nhưng mà khi mà tôi giúp thì cô với bà đều chưa có ai buông bỏ được, cho nên thì chưa có ai mà tôi giúp mà để gì được hết. Nhưng mà phong linh của cô gái áo đen kia thì tôi nghĩ tâm của cô đó buông bỏ sớm vài lần, tôi nghĩ là cô ta rất là sợ những cái phong linh ở đây, cho nên là cô ta đã nhất tâm muốn buông bỏ, cho nên á thì cô ta đã buông bỏ được và cô ta đi. Còn cô và bà thì hôm đó thì cô thấy đó, khi mà tôi giúp được vong linh kia đi rồi mà cô với bà lại tức giận và trút cái sự tức giận lên cơ thể tôi, cô thấy là thật sự là rất là đau đớn. Nhưng mà
Vì cô thấy tôi đâu có trách cô đâu. Hôm nay tôi đến đây tại rất là nhiều lần tôi cầu ở nhà tôi khi bà lão nói. Bà lão có nhớ tôi nói với bà gì không? Bà nói với tôi cái gì không? Bà đúng rồi, bà ở ngoài đó bà nói với tôi là bà nói cái điều gì, bà nói bà nhớ không? À, tôi tưởng bà quên rồi. Bà nói cô gái đang chú ngụ ở cái châm ở dưới nhà tôi, nhưng tôi về dưới tôi cầu rất là nhiều lần, tuyệt nhiên không thấy cô. Ủa vậy trong suốt thời gian những ngày qua cô ở đâu? Ở đây hả? Cô trốn bị chà đánh, nhưng trong khi đó là mấy bữa trước là bị chà đánh ở đây mà. Là sao tôi không hiểu. Ở dưới nhà tôi, cô trốn dưới nhà tôi. Ủa xin như tại sao mà tôi cầu rất là nhiều lần là cô không hiện lên? Cô sợ Phật hả? Sao những lần trước thì cô thì lại xuất hiện được? Hay là do tôi cầu ngoài gốc cây châm luôn? Mô Di Đà Phật, cô cho tôi xin phép mà cúng một ít đồ lên cho cô và bà. Suốt là cũng khá lâu rồi tôi không có cúng bánh trái cho phong linh. Thì hôm nay tôi đem đến một ít bánh và thậm chí có mang theo cả rượu nữa. Phong linh có thể dùng rượu được hay không? Bà lão có thể dùng rượu được hay không? Fuck. Sự tôi rất là mong muốn giúp cho cô và bà. Tôi không biết là cái sự mà tôi và cái tên Thiên Ma và con quỷ đỏ, con quỷ quà đó, không biết đời đời kiếp kiếp trước tôi có gây thù chuốc quán gì với hắn mà để hắn theo hắn cản trở tôi giúp những phong linh. Và theo vào đó là làm ảnh hưởng đến cô và bà. Ủa? Cái gì trời? Ủa? À đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là tất cả những gì lòng thành cho tôi mang đến để gửi cho cô và bà. Thật sự tôi rất là muốn sớm giúp được cho hai vong linh đi khỏi nơi đây. Thật sự tôi rất là muốn điều đó, nhưng mà có những điều tôi mong muốn và có những điều tôi biết của vong linh cũng rất là mong đợi, nhưng mà không phải là muốn là được. Thật sự mà tôi giúp cho vong linh nó không được, tôi rất là buồn. Vì giúp cho vong linh không được á, thì tôi cũng sẽ không được cái đức gì cả. Tôi giúp cho cô đi được và bà đi được á, thì tôi sẽ nhận lại được cái điều khác tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ tôi sẽ rót rượu. Đây thì có một ít đồ thôi, bánh trái cũng như là rượu, vào ít đồ thế, vào ít chiếc tiền vàng bạc. Thì tôi mong là đây là cái lòng thành của tôi để đến bà và cô. Tôi rất mong là vong linh không chê bai và cũng như là vui lòng nhận, để cho tôi vui cũng như là giúp cho hai vong linh bớt đi cái sự đối khác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu đất tha thứ thần sẽ nhân trạch ở đây. Con có gì hơn, con xin phép gửi đến đất tay thổ thần của bị giới ở đây. Mô Di Đà Phật.
mũi vậy chặt. Chắc mộng hơi. Cả nhà. Nhưng mà đi gần cho cả nhà xem. Nam mô Di Đà Phật. Thì tôi mong rằng là bà và cô có thể nhận những thứ này. Nam mô Di Đà Phật. Bà và cô có thể ăn được không? Những thứ này tôi cúng là chắc được hen. Ăn thì không được đúng không? Nhưng mà thật sự chỉ thỏ cái lòng đấu khát mình thôi đúng không? Tôi biết là vong linh rất là khó có thể ăn được, thì tôi cúng như vậy cũng rất mong là vong linh có thể giảm đi cái phần đói khát và nó sinh ra từ cái tâm của mình. Chứ tôi biết cũng là làm gì mà vong linh có thể hưởng được những cái thứ này. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi không biết là tại sao mà lúc tôi đến đây á, thì gặp những quỷ đỏ và quỷ hòa, mà nhầm lúc đến lại không gặp. Thậm chí tên thiên ma đó, lúc thì lại thấy, lúc lại không. Cô và bà có biết về vấn đề tại sao điều đó xảy ra hay không? Tên thiên ma đó đúng không? Như thế nào cô? Hắn đi lên trên nè. Làm sao mà có việc đó được? Vốn dĩ á, thiên ma là hắn tự xưng thôi. Nhưng đúng ra là hắn là quỷ sát mới đúng mà. Chứ thật ra hắn đâu phải là thiên ma. Ý cô là sao không? Hắn là từ trên xuống hả? Nhưng theo tôi biết á, hắn là quỷ sát, chứ chẳng hoài phải là thiên ma, thiên tướng gì cả. Cô có vẻ là đang nói giúp cho hắn. Là sao cô? Con quỷ đỏ hôm trước nó ông ấy, hắn chỉ được sai khiến ông thôi. Nó nói ông chẳng là một tên quỷ tiểu bốt thôi, không làm gì được gì cả nhờ hắn ta. Nói ông nói ông chỉ là một tên tiểu tướng thôi.
Hắn nói ông chỉ là một tên tiểu tốt thôi. Ông phải nghe lời hắn. Chứ ông mà không có hắn, ông không làm được gì cả. Và thậm chí hắn nói ông hôm trước ngươi nói ngươi là con quỷ dối trá giống như Quý Hòa. Ngươi nói rõ ràng là ông ta chẳng qua là một cái tên tiểu tốt không làm được ra trò ra trống gì, mà chủ yếu là nhờ ngươi. Ngươi hắn ta đó chủ yếu là chưa hơn ông thôi. Sau này mà hắn hơn ông á là hắn coi ông không ra gì đâu, thậm chí hắn có thể ăn thịt cả vong linh của ông. Ông biết không, hôm qua chính hắn đã nói với tôi là ông á còn phải sợ hắn nữa. Thậm chí nhờ tôi đánh ông mà hắn ta hiện tại mới có thể chế ngự ông. Ngươi là dạng vong linh, gọi là sắc chá. Ngươi chính miệng ngươi nói. Bà lão ơi, đâu rồi bà? Nếu mà bà hiện tại bà có ở đây, nếu mà bà có ở đây á, bà cho tôi biết đi, hôm trước là hắn ta có nói không? Kìa bà lão đến rồi kìa. Nam mô gì là Phật bà ơi. Đây, nếu mà ngươi ông tin tôi, đây bà ơi. Hôm trước hắn ta có nói rằng là ông ta chỉ là một vong linh không đáng cái gì để cho hắn ta sợ, đúng không bà? Đó, ngươi còn chối không bà ơi? Con cảm ơn bà. Bà mau rời đi, đi đi. Con chỉ cần biết là bà cho con biết được vậy được rồi. Bà đi với bà. Nó mua với Phật, con cảm ơn bà. Người thấy không? Hắn ta trước mặt ngươi á thì phục tùng, nhưng sau lưng ngươi á hắn ta làm gì ngươi thấy chưa? Sau này á ngươi là một tên quỷ dấu trá. Còn tên quỷ sát này á, ta nói ngươi nghe, nhờ ta mà ngươi có khuôn mặt như hiện tại. Nhờ ta, ngươi nói bà già đó là người nghe. Còn ông, tôi nói với ông mau sám hối và quay đầu đi. Ông thấy không, hắn ta có thể trở mặt với ông bất cứ lúc nào, và thậm chí có thể sau này hắn là người làm hại ông đó. Tôi nói cho ông biết, sớm muộn gì hắn cũng là người sẽ ăn thịt chính cái vong linh của ông đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, ta mong rằng là chính vong linh quỷ sát này phải cho vong linh quỷ đỏ này một bài học. Thì hắn ta thật sự quá độc ác, và thậm chí chính là cả nhà thấy
chính là hắn rất sợ vong linh kia, nhưng mà khi không có mặt vong linh kia thì hắn ta sẵn sàng nói ra những lời mà giả chăng. Cả nhà thấy nấu thậm chí là giống như là cũng thách thức ngược lại cái vong của thiên ma nữa. Nhưng mà khi mà có cái tên thiên ma ở bên cạnh thì hắn ta tỏ ra sợ hãi và nghe lời cái tên thiên ma này. Cả nhà, cái nón của con trong thời gian dài mà đi như vậy, con thấy dường như đó tác dụng nó không còn nữa. Và hôm trước con về ở dưới, là cách đây cũng cả tháng con về dưới đặng con, con tìm thầy đặng làm lại cái lá bùa này, nhưng mà thầy đi trên Campuchia. Qua bên Campuchia nói chung là cũng đi trị bệnh, trị về bệnh tà cho người ta. Thì đến giờ thầy chưa có về nữa. Con không biết sao mà con điện con không được. Rồi giờ thành ra con cứ xài đỡ. Hiện tại có cái lá bùa trên đó, trên cái nón con càng ngày càng yếu đi. Con chỉ sợ là một ngày đó là cái bùa này không còn tác dụng nữa. Con biết thầy đi như nào mà lâu quá, hay là thầy đi, tại con trước khi con về con cũng không có hỏi về dưới, khi lên thì đến thì hỏi thì thầy đã đi rồi. Nam mô Di Đà Phật, con cầu cho đất tất đa nhân trạch tới đây những người có mặt mày đây, con cầu bà lão, con cảm ơn bà, cảm ơn bà đã xuất hiện đúng lúc và giúp cho con vượt qua kiếp nạn này. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà thấy rồi, hôm trước con đến thì bà lão này không chỉ là một cái vong thường đâu cả nhà. Giống như bà là rất là mạnh, nhưng mà do cái điều gì đó bà phải sợ vong linh quỷ đỏ này. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà mới thấy, mới cúng đây mà rượu nó đã bị đóng một cái lớp ván nhện. Không biết trong máy có thấy không, nhưng mà con ngoài con thấy nè, nè cả nhà, tấm một lớp giống nhện trên mặt. Nam mô Di Đà Phật, con cầu đất đai chưa yên chặt ở đây. Con cảm ơn quý ngài đã gia hộ và giúp đỡ cho con trong thời gian con đến đây. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tôi cầu những vị động vật như là chuột, gián, kiến gì đó, bây giờ tôi cúng bánh cho những con linh đi rồi. Nhất là vậy thì tôi sẽ gửi cái đây. Nhờ quý ngài có tình cờ đi ngang đây thì hãy ăn và dùng nó. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà ơi, con chắc con xin kết thúc video này. Ủa, vậy giống vị cô gái ở đâu ta? Cả nhà, vậy giống vị cô gái này đã đi đâu rồi? Mà trong suốt thời gian gần đây là con đến con không thấy luôn. Kỳ vậy ta. Cô ta đã đi đâu rồi? Nam mô Di Đà Phật. Con về nhà con sẽ ra phía sau, phía ở cái chăm con cầu lên một lần nữa coi cả nhà, để xem nó như thế nào. Chứ tại sao mà cô ta lại mắc đi một cách kỳ quặc vậy? Cả nhà, con về cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Di Phật.